Thưa quý vị, năm 2020, huyện Thoại Sơn đã có 8 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Theo lộ trình, xã Tây Phú là một trong 6 xã còn lại phấn đấu hoàn thành xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2021. Mặc dù trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp và kéo dài đã ảnh hưởng đến quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao ở nhiều địa phương, trong đó có xã Tây Phú. Nhưng với tinh thần vượt khó, quyết tâm cao nhất của đảng bộ, chính quyền và đồng thuận trong nhân dân, cùng sự hỗ trợ của các sở ban ngành tỉnh, sự lãnh chỉ đạo của huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện, Tây Phú đã nỗ lực hoàn thành đúng lộ trình đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2021. Năm 2018, Tây Phú được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Ngay sau khi đạt chuẩn xã nông thôn mới, địa phương bắt tay ngay vào chặng đường xây dựng nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2019-2021. Xác định thế mạnh là sản xuất nông nghiệp, từ đó xã đã định hướng phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, nâng cao chất lượng sản phẩm, chú trọng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, thực hiện các mô hình sản xuất nông nghiệp có giá trị kinh tế cao, ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của người dân. Từ đó, tạo điều kiện nâng cao thu nhập, đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Đến nay, xã đã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí, 35 trên 35 chỉ tiêu trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, theo Bộ Tiêu chí Nông thôn mới nâng cao tỉnh An Giang, theo quyết định số 1005 của Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 8 tháng 5 năm 2018. Cái quá trình phấn đấu của địa phương và người dân thì cuộc sống người dân dần thay đổi. Cái quan trọng nhất là thay đổi từ cái được nâng cấp lên thành cái xã nông thôn mới, và nhất là có thể giai đoạn xã nông thôn mới nâng cao này nè, thì cuộc sống người dân nó thay đổi rất là rõ rệt. Từ cái vấn đề điện, nước, rồi trường, trạm, cơ bản là nó không thua gì thành thị, đủ chuẩn luôn. Cái quan trọng nhất là từ cái nông thôn mới nâng cao này thì địa phương đã cùng với người dân đầu tư vào các cái tuyến đường bên trong. Suốt mấy chục năm người ta chịu đựng cái nước không được sạch, điện không có, ánh sáng đó. Rồi bây giờ thì được cái sự ưu ái của nhà nước, thành ra người dân các cái tuyến đi vào kinh ở đây mình không nói, ở đây là thuận lợi lắm, rồi wifi thì kia là đầy đủ chứ. Người ta ý thức được cái chuyện phải làm giàu cho bản thân, cho xã hội nữa. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, xã Tây Phú đã quy động nguồn lực hơn 12 tỷ đồng. Điểm nổi bật trong xây dựng nông thôn mới nâng cao ở Tây Phú là tỷ lệ hộ nghèo liên tục giảm qua các năm. Hiện hộ nghèo của xã còn 11 trên 1.435 hộ dân, chiếm tỷ lệ 0,77%, giảm 1,23%, giảm 23 hộ so với năm 2018. Xã đạt chuẩn xóa mù chữ phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở mức độ 2, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở trên 80%. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn xã đạt tỷ lệ 95,27%, tăng 4,9% so với năm 2018. Tổng số 1.448 hộ dân sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh đạt tỷ lệ 100%, duy trì đạt 100% so với năm 2018. Xã tiếp tục nâng chắc giữ vững các cái chỉ tiêu, tiêu chí đã đạt được, đồng thời tập trung triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu theo nghị quyết của đảng bộ đã đề ra giai đoạn năm 2020-2025. Trong đó xã chọn tiêu chí trung tâm trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đó là hình thức tổ chức sản xuất, cũng là một trong năm chương trình mục tiêu trọng điểm của nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó triển khai đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng là liên kết hợp tác, rồi sản xuất hàng hóa theo là dùng nguyên liệu chuyên canh, rồi nâng cao giá trị sản xuất, tăng thu nhập cho người dân là yếu tố cốt lõi phải đạt được trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Tây Phú, nơi vùng quê không chùn ý chí, đã và đang hiện hữu một sức sống mới, diện mạo mới, với những cánh đồng trải dài xanh mướt, những vườn cây ăn trái xum xuê quả ngọt, qua màu xanh tươi, nơi có những tuyến đường trải dài, những ngôi nhà mới đã tạo nên một bức tranh nông thôn khang trang. Cùng với đó là khí thế hăng say, đầy phấn khởi, nhiệt quyết của đảng bộ, chính quyền và người dân Tây Phú tiếp tục chinh phục chặng đường mới, chặng đường xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025.